Thôi, bắt con trống thôi. Trời quá hay rồi. Trống này chơi khá hay đúng không anh em? Về là chớp cắn, giật đuôi, sàng cầu, bay qua bay lại. Rồi, VIP nha anh em nhá. Hôm nay là được 100 VIP. Và rồi, tướng cũng to đấy. Đừng nhổ lông nó nữa. Tướng to đấy. Tướng to như chim mồi vậy. Rồi, bây giờ đi tìm con khác thôi.